không cần cắm điện mà camera vẫn có thể quay được video từ 6 đến 8 tiếng. Sau đây cho em xin giới thiệu cái bộ lưu điện cho camera wifi khi mất điện. Sử dụng chân sạc điện thoại cổng micro USB. Đầu cắm vào là đầu USB. Mình chỉ cần thay cái dây theo camera và thay bằng cái bộ lưu điện này được và cắm quên đi luôn, không cần phải nhớ nó. Khi mất điện thì tự động nó sẽ xả từ pin ra và khi có điện thì tự động là nó nạp lại cho pin. Sau đây em sẽ test cho anh xem. Đấy, không cần cắm nguồn luôn.